Có một sự thật là sau tuổi 35, trứng trong cơ thể người phụ nữ có thể bị lão hóa, chất lượng trứng và phôi sẽ kém đi, ngay cả khả năng thụ thai và phát triển của thai nhi cũng trở nên khó khăn hơn. Chính vì thế, hiện nay có rất nhiều người đang tìm đến với phương pháp chữ đông trứng để bảo tồn khả năng sinh sản. Và đây là những điều mà bạn cần biết về phương pháp này. 1. Đông lạnh trứng là gì? Đông lạnh trứng, hay còn gọi là bảo quản lạnh noãn bào trưởng thành, là một phương pháp được sử dụng để bảo tồn khả năng mang thai trong tương lai của người phụ nữ. Trứng chưa được thụ tinh được lấy từ buồng trứng và bảo quản ở điều kiện lạnh sâu bằng hơi nitơ hoặc nitơ lỏng trong thời gian dài để sử dụng về sau. Một quả trứng đông lạnh sau khi rã đông có thể kết hợp với tinh trùng trong phòng thí nghiệm và cấy vào tử cung của người mẹ, thụ tinh trong ống nghiệm. Dựa trên mong muốn và tiền sử sinh sản, bác sĩ có thể tư vấn cho người có nhu cầu cách thức đông lạnh trứng, những rủi ro tiềm ẩn và khả năng phù hợp của phương pháp. 2. Đối tượng phù hợp của phương pháp. Phương pháp đông lạnh trứng thường được áp dụng cho những người phụ nữ mắc bệnh lý có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, ví dụ bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm, các bệnh tự miễn dịch như lupus, thậm chí trong trường hợp đa dạng giới tính như người chuyển giới. Đang cần điều trị ung thư hoặc một bệnh khác có thể ảnh hưởng đến khả năng mang thai, đông lạnh trứng trước khi điều trị có thể cho phép người phụ nữ hạn chế khả năng ảnh hưởng đến tỷ lệ đậu thai hoặc sức khỏe thai nhi. Có nhu cầu bảo quản trứng khi còn trẻ để sử dụng trong tương lai. 3. Đông lạnh trứng có nguy hiểm không? Đông lạnh trứng có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro khác nhau, bao gồm rủi ro đến từ quá trình kích trứng. Trong quá trình kích trứng, một rủi ro rất thấp mà bệnh nhân có thể mắc phải đó là xuất hiện hiện tượng quá kích buồng trứng, đặc biệt là các bệnh nhân mang hội chứng buồng trứng đa nang. Rủi ro trong quá trình chữ đông. Trứng là một trong những tế bào có kích thước lớn nhất và nhạy cảm nhất, đặc biệt là sợi tơ vô sắc là bộ phận dễ bị biến đổi nhất trong quá trình chữ và rã trứng. Những biến đổi của sợi tơ vô sắc có thể làm trứng ngừng phát triển sau quá trình này. 4. Những thông tin cần thiết trước khi làm thủ thuật. Nếu bạn đang cân nhắc việc đông lạnh trứng, hãy tìm một cơ sở sức khỏe sinh sản có chuyên môn trong lĩnh vực này cũng như các bác sĩ khoa nội tiết sinh sản uy tín. Cần lưu ý rằng tỷ lệ thành công của phương pháp này không hoàn toàn phụ thuộc vào bệnh viện hay bác sĩ mà còn vào nhiều yếu tố khác, trong đó độ tuổi khi lấy trứng của người phụ nữ cũng rất quan trọng. Chi phí cho bất kỳ phương pháp bảo tồn khả năng sinh sản nào cũng không hề rẻ. Bạn cần nắm thông tin chi phí liên quan đến từng bước của quy trình, cũng như chi phí lưu trữ trứng hàng năm. Thời gian tối đa tốt nhất thường là 4 năm. Hãy tính toán thật hợp lý và lên kế hoạch rõ ràng. Mặc dù rất tốn kém, nhưng phương pháp này đang ngày càng phổ biến trên thế giới. Đông lạnh trứng cho phép nữ giới hoãn lại kế hoạch sinh con do bận rộn với cuộc sống hiện tại hoặc điều trị bệnh. Những thông tin trên hy vọng có thể giúp những người mẹ của chúng ta hiểu thêm về phương pháp này và có một sự lựa chọn phù hợp cho tương lai.